Ông ơi, ông ăn bưởi ăn bỏ tiền đi mà tiền. Đã xấu là còn đòi tiền, thế còn còn quá nữa xin tiền còn không. Cả cái xấu đấy còn đòi tiền, không có đứa nào xin. Có tiền quan trả tiền. Con gái nhà mình xinh đấy. Gái nhà mình xinh đấy. Em ơi. Này, cô mẹ đến kia. Em ơi. Ôi, cái gì? Cô mệt giống tránh không ạ? Mệt giống tránh à? Vâng ạ. Không dám. Anh chào mệt. Em mệt ơi. Cho anh hỏi này, thế tại sao mệt ra chợ đông người như thế này lại ăn mặc hở hang thế này à mệt? Mệt thích thì mệt mặc thôi. Mệt. Cô gì? Mày nhòm cái gì đó? Hả? Đi chơi cho ngắn. Đi. Con đi không? Con đi. Ông là người phải đi chỗ khác ấy. Hả? Thế anh mới là người đi chỗ khác à? Này, có gì thì gọi anh nhé. Anh bảo vệ mẹ. Mẹ không ạ? Đi à? Thế mình đi nhé. Có gì gọi bảo vệ mẹ nhé. Cáo đứng ra. Cáo ra mẹ. Trời lại mưa gió thế này nhở? Ê Tây, bà con ơi, bà con đang sang đây. Anh đi gì nè? Quay cái gì mà quay? Quay nhà quay nhà quay dám? Tôi. Nhà quay dám? Con chào ông Tránh ạ. Dạ. Con chào ông Tránh. Ông Tránh ạ. Chúng mày có thấy thằng Kho, con Vũ Hoa nó ở trong chùa không? Dạ. Không ạ. Không ạ. Thế có thấy thằng Hiền Khờ, con Vũ Hoa nó chạy qua đây không? Không ạ. Thằng này phen này nó sẽ biết tay cụ. Ông ơi, anh Hiền gây ra lỗi gì với ông Tránh thế ạ? Tội gì à? Hả? Tội tay trời. Thấy chưa? Tội tay trời, tay trời. Dạ bẩm cụ, phen này ấy, bắt cái thằng Hiền ấy thì cá họ được thằng Hiền phải đền vạ, đền tiền mà không thì phải đền mạng. Ăn bả rồi cũng được ăn bả đâu mà cứ nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Tránh ra. Ông Tránh đang chờ các ông vào để ăn vạ làng đấy. Chúng ta vào thôi. Ta vào đi. Cô khoác áo kín kín vào, người ngoài người ta nhìn thấy là không hay đâu ạ. Khoác làm gì? Để cho nó mát. Mặc vào bức bi khó chịu. Mà cái thằng khờ ấy, nó cũng hở hết rồi, bây giờ giữ làm cái gì nữa? Cô, mày đứng ra đây. Mày đứng đây cô bảo. Cô, nhưng mà cô định làm gì em? Đứng ra đây cô thử xem nào. Cô làm gì em đây ạ? Thế cái cảm giác đấy nó thế nào? Cảm giác á? Em chẳng nói đâu. Giời ơi. Thôi, cô bảo
nói đi. Không, tại vì cô cũng vừa mới trải qua cái cảm giác ấy rồi, nên muốn hỏi mày xem cảm giác có giống của cô không mà. Không, em chẳng nói đâu. Bà, cô xin lỗi bà. Mày dẫm vào chân bà. Con xin bỏ ba lỗi cho con ạ. Con mới dậy này, mắt mũi mày để đi đâu hả? Mày dẫm vào gãy chân bà thôi. Dạ, chỉ tại con thương cô con quá thôi ạ. Thương cô quá? Mày không được câu nào tử tế hơn câu đấy à? Nhưng mà con thương cô con thật lòng. Biến ra kia. Dạ, con xin phép bà. Đúng là đuôi ong tay áo. Ôi kìa, sao mà mặt cái đần ra như thế? Gì? Thế khi nào thì cha con xử thằng cờ kia? Hầu đâu? Ra ngoài này dọn cho ông. Hầu đâu? Dạ. Mang cái điêu bát ra đây cho ông. Dạ. Dọn nhanh khẩn chưa? Ăn xong là hút ngay. Tôi biết tính ông rồi. Dọn hết đi. Đấy. Bây giờ cơm no rượu say rồi. Này, dạ. Mà tôi nói cho hai ông biết nhé. Vâng. Đồ ăn thức uống nhà tôi ăn bây giờ chập tối nó mới ngấm, nó mới bổ. Bà nghe. Bây giờ ta vào việc chính thôi. Bây giờ ta xử cái thằng khờ này. Mày đâu? Đó. Cho thằng khờ ra đây đi. Lôi nó vào đây. Quỳ xuống. Đấy, quỳ. Khờ. Dạ. Bây giờ mày biết tội của mày chưa? Trời ơi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, dạ, con lạy các quan ạ, con lạy các quan ạ. Ôi trời ơi, con ơi, dạ, con lạy các quan. Con xin các quan giơ cao đánh khẽ ạ. Con trai của con nó bị oan ạ. Đây, bu đây. Trời ơi, con bỏ cái tay ra. Hả, oan nước cái nói gì? Để yên cho làng con xử nhá. Con mụ này. Dạ. Chỉ được cái già mồm thôi. Được không ạ? Này, cái thằng Tạ Mốt này tội rất nặng. Chuẩn ạ, chuẩn. Bị phạt 1.000 nén bạc và đánh tuốt xác. Dạ, bác Khỏa ơi, bác nói một câu gì giúp em với ạ? Mọi việc để tôi lo liệu. Dạ. Sao? Bẩm các ông ạ. Dạ, đây đích thì là một vụ án rồi ạ. Trời, ông nói chả là vụ án thì là vụ gì? Án này gọi là án nặng. Đã là vụ án thì phải có nguyên cáo và bị cáo chứ ạ? Đúng. Dạ, bên bị thì đã bị ngài bắt rồi ạ. Còn nguyên cáo là thị mẹt nhà ta ạ. Dạ, xin các ông hãy cho mời thị mẹt lên để đối chất ạ. Dạ, thưa cụ Tránh, nó nói có lý đấy. Mình là xử án của làng thì mình phải xử cho nó chuẩn. Dạ, cứ cho nó ra đi ạ. Giữa thanh thiên mạch nhật ý, ông cứ gọi con mẹt nó ra đây xem nó nói như thế nào. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Cứ gọi ra đây. Được, cụ cứ gọi ra đây ạ. Mẹt ơi, con mẹt đâu? Mẹt à! Mang trả ra đây. Mẹt Tránh ra. Cha cho gọi con ạ. Này mẹt, hai ông làm cái gì đấy? Dạ, ông à, dạ xem nó ra chưa? Vừa phai phải thôi nhá. Dạ, bố mẹ nhập. Dạ. Này, bây giờ sự tình nó đã rõ rành rành như thế này. Mẹt, bây giờ con kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Cái thằng Chữ Văn Hiền này, nó chộp cái đôi quả phúc của con như thế nào? Nói rõ cho ta và mọi người biết. Con không nói đâu. Đằng nào cũng 2 năm rõ 10 ra cả rồi. Đúng. Này, giữ mãi, che mãi, giữ mãi. Cuối cùng cái thằng Cả Mốt đi, nó lại chộp cái chi lại thế mới lại. Này, con cứ nói hết ra.
Dạ. Xin cho hỏi, lúc cô bước chân ra khỏi nhà là lúc gió ngược hay gió xuôi ạ? Gió ngược hay gió xuôi hả con? Từ từ, để đi thử lại đã. Gió ngược hay gió xuôi à? À, gió ngược đấy, thì sao nào? Vâng, gió ngược, chính ngọn gió đấy đã thổi bay yếm đào của cô ạ. Cho nên cậu Hiền đây mới nhìn thấy Oản, mới liều thân lao vào để thắp hương đấy ạ. Dạ, thấy Oản thắp hương ạ. Dạ, thưa cô ơi. Hả? Dạ, xin cho con, có một ý kiến được không ạ? Cứ nói nào. Dạ vâng, thực ra là nếu như mà ngôi đền thiêng thì người ta đi qua, người ta phải ngó vào trong để người ta xem có Oản hay không, đúng không ạ? Đúng. Chứ còn nếu như đền mà không thiêng ấy, chỉ có hai ông trống như thế này thì ai người ta thèm nhìn, có phải không ạ các ông? Đúng quá. Cha ơi, người ta nói là con là đền thiêng, cho nên là anh đi muốn vào để thắp hương. Dạ, người đền thiêng thắp hương ạ. Thôi, cha tha cho anh ý đi ạ. Thôi, việc gì đến ông hả? Dạ. Ông cứ biết cái gì? Này, đền thiêng mới phải giữ, phải trông nhé. Đứa nào vừa đụng vào, ông phạt thật nặng. Mày, tội của mày là tội chết treo nhé. Dạ, ông cứ phạt cho mày chết nhé. Dạ, bẩm ông, đúng là tội của cậu Hiền to thật ạ. Nhưng, dạ, bẩm ông, phải liều như thế thì cụ mới để ý đến nhân tài của đất nước mai sau đấy ạ. Ôi giời, anh Khóa nói thế nào đấy? Nhân tài đất nước mai sau á? Cái thằng Chữ Văn Hiền này, con nhà hàng thịt lợn mà là nhân tài á? Nó có tài gì? Nó chỉ có tài đi chụp Oản chứ tài cái gì? Đúng rồi. Dạ, dạ, nhìn tướng tay, tướng mặt của anh Hiền thì đích thị là ông trạng của quê ta đấy ạ. Ôi, cái gì đấy? Dạ. Ông quát ai đấy? Dạ, bẩm ở đây nhá. Dạ. Tôi mới có quyền quát. Dạ. Hoặc là bà ba mới có quyền quát nhá. Dạ, dạ không quát cụ đâu ạ. Dạ, con quát cái thằng kia. À. Dạ, thưa cụ Chánh, cụ không tin vào miệng lưỡi cái thằng này. Dạ, trong bụng nó nhiều chữ lắm. Cho nên nó nói ngược cũng được, nó xuôi cũng được, nó nói gì cũng được ạ. Này. Ôi giời ơi, sợ gì? Cứ để cho nó nói. Có lý thì ta tha, nếu không ta phạt thật nặng vào. Đúng. Không những phạt là con phải bắt vạ nhé. Dạ, cụ nói thì con xin nghe, nhưng quả thật là cậu Hiền đấy có thần thái của một ông trạng đấy ạ. À. Thôi, trạng gì? Có mà trạng lợn ấy. Đúng là trạng lợn đấy. Dạ, dạ bẩm cụ, cụ thật là tinh tường ạ. À. Dạ, đúng là trạng lợn đấy ạ. À. Dạ, cậu họ Chữ đây là đúng là trạng lợn, đã có trạng cờ, trạng ăn, trạng vật, thì tại sao lại không có trạng lợn ạ? À? Trạng lợn mới là thật sự giỏi giang đấy ạ. À. Cái thằng Chữ Văn Hiền này, một chữ bẻ làm đôi không biết là cũng là trạng là thế nào. Ông chỉ có mà nói khoác thôi nhá. Nói khoác nói phép. Dạ, nhân tài thường hay giấu mặt à. Dạ, kẻ thông kinh sử thường hay là giả vờ ngu ngơ. Dạ, dạ, xin ngài chớ bỏ qua trạng lợn, vì nếu ngài bỏ qua thì sẽ bỏ phí một chàng rể rất là thông minh đấy ạ. Cái anh Khóa này, anh cứ quả quyết cái thằng Chữ Văn Hiền này là có tài, anh chứng minh đi xem nào. Chứng minh xem nào. Dạ, thưa cụ, tướng số thì có bao giờ nói sai đâu ạ. À. Dạ, như cô mẹt nhà ta phải có kỳ duyên, cho nên bộ ngực kia mới chạm vào được tay của trạng lợn đấy ạ. À. Đúng quá cơ, anh ý là trạng, cho nên là chạm được vào ngực con, làm cho con rụt bắn hết cả lên. Nhưng mà nếu như mà cha vẫn đang còn hồ nghi thì theo con là cha cứ để cho anh ấy thử đi. Con danh này, mày ăn phải hơi của cái thằng tạ mốt này rồi. Dạ, dạ thấy chưa, thấy chưa đấy. Dạ thưa cô, đấy nhìn phong thái của anh Hiền kìa, đúng là trán cao, miệng rộng, tai Phật, đúng là dáng trạng đấy ạ. À. Dạ, thưa cô, sớm nay
anh Hiền đã chạm vào một bên hay hai bên ạ? Dạ, thưa cô, sớm nay anh Hiền đã chạm vào một bên hay hai bên ạ? Ờ, mấy hả cô? Để con nghĩ. Còn nói phụ thế luôn. Hai. Hai bên. Ôi trời ơi. Hai bên hả cô? Qua đây coi thế thì tốt quá rồi ạ. Có nghĩa là duyên tiền định ý. Phải gọi là một cái gì đấy quá tuyệt vời đấy con lớn à. Trời ơi, nhỏ chị này nữa. Ôi trời ơi, thôi. Một bên nó khốn nạn rồi, còn cả hai bên thì chết hẳn à. Thằng kia đã... Mày nói gì đi chứ? Mày nói đi. Mày quỳ mà nói cũng được. Quỳ như thế nói tao nghe xem nào. Ấy. Đã là trạng chỉ có quỳ trước nhà vua thôi. Dạ đúng không ông Chánh? Được rồi. Nhưng mà bây giờ mày phải chứng minh mày là trạng. Chứng minh tao xem nào. Dạ xin ngài cứ thử tài ạ. Ông hỏi ai ạ? Tao hỏi mày là trạng, mày phải chứng minh mày là trạng. Tao hỏi mày, thằng Tạ Mốt kia, thì tại sao mày lại dám ấy? Con gái tao. Dạ bẩm ông, con không có tội ạ. Mày bảo mày không có tội, tội mày dành ra như thế này mà không có tội. Dạ con không có tội ạ. Tất cả là tại ngực của cô ấy. Anh này, này, tôi nói cho anh biết nhá. Anh ngoa nó vừa thôi nhá. Rõ ràng lúc đấy tôi thấy anh còn ngẩn hết cả da cơ mà. Nhưng mà cô cũng đỏ mặt đấy còn gì nữa. Thôi, rõ ràng là cô thích tôi. Này, tôi nói cho anh biết đấy là do anh thích tôi. Nhưng cô cũng thích tôi. Này, anh thích tôi trước cơ. Rõ ràng là cô thích tôi. Thôi. Đợi đấy, để ta tính đã. Không sợ, để cho quan tính. Cúc đang đợi ai đây? Hay Cúc thấy hầu ta đi qua đây lên? Nên anh hầu tưởng tôi ngồi đây đợi anh hầu cái gì? Xin lỗi anh hầu nhá, tôi không có thiện tình với mấy cái người mà mặt dỗ, mắt thì tí hí mắt lươn. Mời anh về cho, anh mà đứng đây á, tôi nóng tính lên thì đừng có trách. Thì sao? Nói thật cho Cúc biết nhá, ta đây là thân phận hầu, nhưng cũng hầu thuộc dòng dõi nhà quan nhá. Chứ không như em, chỉ là dân đen. Nhưng cũng được cái trắng trẻo này, xinh gái, và bàn tay thì... Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi ra. Đào ơi. Đào ơi, có chuyện rồi. Có chuyện gì? Anh cứ bình tĩnh mà thở mà nói đã. Mà anh hẹn hò kiểu gì đấy? Không, anh định ra sớm cơ. Nhưng mà có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhưng mà chuyện lớn là chuyện gì ạ? Anh Hiền, anh ý không biết tại sao lại sờ vào trái cấm của cô Thị Mẹt, con ông Chánh Tổng. Bây giờ ông Chánh Tổng đang bắt giải anh Hiền để phạt vạ rồi. Nhưng sao lại có chuyện đấy ạ? Tôi chết rồi. Thôi em phải về đây. Anh Hiền ơi, anh Hiền ơi. Chờ anh với. Ôi giời. Đấy. Cái vụ xử phạt này thế mà lằng nhằng quá. Tối mịt cả như thế này mà vẫn chưa xong. Ôi trời. Cứ như lời cái ông Khóa nói là thằng này mày cố tình chạm vào người con gái tao để được gần tao phải không hả? Không, đúng ạ, đúng thế đấy ạ. Chứ thằng này nó bảo không, sao ông lại bảo đúng là thế nào? Dạ để tôi nói ạ. Cậu Trạng lợn đây ấy, nghe nói là cụ Tránh cũng hay chữ, cho nên liều mạng để đến đây để thử tài đấy ạ.
Đúng, chữ nghĩa là tôi có tiếng ở cả cái tổng này. Nó tuổi gì mà dám so chữ với tôi nhỉ? Tuổi gì đấy? Này, thử cách nào hả? Dạ bây giờ xin cụ Chánh hãy ra vế đối để bắt cậu Trạng đối lại ạ. Giời. Dạ vâng ạ. Nó mà lại dám thử tài với ta. Mày nhé, tao nói cho cái thằng Hợi này biết nhá, cái của con gái tao ấy, nó như cái hương án mà mày lại dám sàm sỡ cái tội mày là tội chết treo nhá. À, ra rồi. Ra ngay rồi, vế đối của tao đấy. Hương án, mày đối đi. Đối đi. Hương án à? Ông lão không biết hai cái ấy như thế nào rồi. Sao lại vuông thành sắc cạnh như hương án được? Phải tròn chỉnh, mềm mại như hai cái bánh rán tẩm đường ấy chứ. Đúng rồi, bánh rán. Ông ra vế đối là hương án. Tôi đối lại là bánh rán. Hả? Hay quá nhờ ra nhờ. Hay cái gì? Mày thì biết cái gì? Đúng là đàn bà. Vế đối của tao là hương án. Hương án là cái nơi linh thiêng và thanh cao. Mày lại đối với là bánh rán. Mà bánh rán là cái chỗ tầm thường. Mày, mày là Trạng gì? Có mà Trạng trâu, Trạng bò à? Trạng gì? À? Dạ, dạ. Bẩm cụ Chánh, tôi đứng ngoài tôi nghe đã hiểu ạ. Dạ, cậu Trạng đây đối là bánh rán. Tôi nghe cũng chuẩn đấy ạ. Cụ nghe tôi giải thích ạ. Cụ ra vế đối là hương án. Có nghĩa là nói chơi chữ là tốt vàng son đúng không ạ? Hương án, tốt vàng son đúng. Vâng, thế cậu Trạng đây là đối lại là bánh rán. Thì bánh rán là ngon mật mỡ. Dạ, tốt vàng son đối lại với ngon mật mỡ. Tôi nghe cũng chuẩn đấy ạ. Hương án, vâng, tốt vàng son. Vâng. Bánh rán, ngon mật mỡ. Được, ta cũng cho là tạm tạm. Hay quá. Đúng là cụ Chánh nhà mình tám lạng luôn. Cái gì đấy? Chị cái làm gì? Sao đấy? Làm sao? Trạng lợn của mình nửa cân. Ăn gì cụ Chánh ăn đúng rồi, không hề kém. Này. So làm sao được với ta hả? So làm sao được? Dạ, cậu Trạng đã đối đáp được rồi. Cụ đồng ý tha tội cho cậu ấy chứ ạ? Tha là tha thế nào được? Mới có một câu thôi nhá. Mà tao nói cho mày biết nhé. Ta phải kiểm tra xem là cái thằng Hợi này nó có đúng là có kiến thức thâm nhau hay không đã. Đúng. Dạ, xin cụ cứ ra vế đối ạ. Đối thế này cả trăm câu tao cũng đối được tất. Lần này tao sẽ ra vế đối cực kỳ khó, hiểm hóc. Mày không bao giờ đối được đâu. Chuyến này kỳ này mày mà không đối được ấy, ông ấy là ông buộc mày vào gốc cau. Ông cho mày một trận dư tử, có hiểu chưa? Cho mày trận dư tử á? À, lại ra rồi. Ra gì đấy ạ? Ra rồi, mở bà ấy. Ra rồi. Vế đối của tao là cây cau. Mày đối đi. Cây cau? Hả? Cây cau về con ơi. Ông lão định nói gáy ta. Lúc ấy chạm vào cô ạ, ta đứng đực ra như cây cau chứ gì. Đâu có, chính là ả mẹt rúm gió người lại, như con cua thu mình vào cho con đách nuốt ấy chứ. Như con cua, phải rồi. Con cua. Đúng rồi, ông già về đối là cây cau, vậy ta sẽ đối lại là con cua. Thế tại sao mày lại đối lại là con cua? Con cua là thế nào hả? Con thế nào hả con? Dạ. Nói đi. Dạ bẩm cụ Chánh, khóa tôi đứng ngoài nghe đã hiểu hết rồi ạ. Hiểu thế nào? Cụ ra vế đối là cây cau. Chính xác. Ý cụ nói là cụ như cây cau, đứng giữa trời thẳng băng ạ. Đúng. Dạ như nói theo lối chơi chữ, có nghĩa là nhất trụ kình thiên. À đúng. Ta ra vế đối là nhất trụ kình thiên ấy. Dạ. Dạ Trạng, tôi ra vế đối là con cua.
Dạ, con cua thì nó có 8 cẳng. Dạ, 8 là bát. Dạ, cẳng là túc ạ. Có nghĩa là bát túc hoành địa. Ôi trời ơi, hay. Nhất trụ kình thiên đối với lại bát túc hoành địa. Nghe cũng ổn đấy chứ ạ. Quá ổn luôn. Nhất trụ kình thiên. Dạ. Bát túc hoành địa. Được. Ôi trời ơi. Ông Khóa nói thế ta cũng cho là. Dạ dạ. Cho, cũng cho. Được được. Hay quá đi chứ ạ. Đã tha chưa ạ? Thế. Cha đã tha tội cho nhì chưa? Mày. Con với cải. Chỉ được cái thế là nhanh. Mày. Tất cả là tại mày. Tại mày mà ra hết. Tại mày. Tha là tha thế nào được. Từ từ để ta còn tính. Thôi được rồi. Trước mắt. Tha. Cởi trói ra. Cởi trói cha có khi lại gả không mày cho nó. Ơi, nhưng mà anh ý là con của nhà bán thịt lợn mà cha lại là chính tổng danh giá nhất trong làng cơ mà. Biết đâu được. Bây giờ nó là Trạng Lợn, có khi sau này nó là Trạng Quỳnh. Ui. Này, nó lại ngồi tiết trên cao ấy. Lúc đấy bố bà đây này, có khi là ở tít ở dưới vái vọng lên. Huống hồ mày về làm dâu nhà đấy tao càng được lợi. Mà mày biết tính bố mày rồi còn gì nữa. Bố mày đây này chỉ thích tiết canh lòng lợn buổi sáng thôi. Nếu mà cha đã nói thế rồi thì cha đặt đâu con xin được ngồi đấy à? Mày gì thế là nhanh nhỉ. Con thế nào. Thế các ông với mọi người, xem tôi nói như vậy, có lọt tai không? Quá lọt tai! Dạ bẩm cụ Chánh, cụ nói như vậy là chúng con lọt tai lắm ạ. Dạ, dạ khâm phục, khẩu phục cụ lắm ạ. Dạ thế mới được chứ. Dạ thưa cụ Chánh ạ, đằng nào thì ông quan cũng xuôi rồi. À mà chúng ta đang vui vẻ như thế này, hay là ông nhận cầu Trạng Lợn làm tế tử ông đi ạ. Hả? Này, đã chết đâu mà tử sớm thế? Ấy ấy khai. Đã tế đâu mà tử sớm thế? Đâu, con có bảo đâu mà. Mọi người chậm tử thì tôi nói được không? Cứ cười như thế cũng không nghe thì tôi nói gì đâu. Con có bảo ông tử đâu ạ. Mà ý con nói tế tử ở đây có nghĩa là con rể đấy ạ. À đúng đúng. Con rể. Vậy ông có đồng ý không ạ? Trời ơi, thế thì cứ nói tuyệt ra là còn chữ với chả nghĩa đây đây đây. À vâng, thế nào ạ? Nghĩa là thế nào ạ? Thôi được rồi, nếu con gái ta ưng thuận thì ta sẽ công nhận thôi. Ôi, thế này ạ, hôm nay là ngày đẹp này, rồi ngày lành tháng tốt. Quan gật một cái, thế là cho bà Hòa u về nhà, lo xính lễ, rồi mang sang đây để xin quan rước cô Mệt về nhà được không ạ? Ôi trời ơi, được như thế thì còn gì bằng nữa. Mẹ con là cứ đội ơn cụ Chánh lắm mà. Dạ thưa cụ. Cụ đi ạ. Cụ có không ạ? Ôi trời ơi, hay. Tớ có biết nói gì đâu. Ấy nói gì đi. Đây không nói. Ấy mà không nói là đây đi về đấy. Đi về thì đây cũng về này. Dạ. Chuyện lấy vợ lấy chồng là chuyện đại sự, không nên vội vàng để dễ phạm vào thiên ý ạ. Phạm vào thiên ý là thế nào? Là thế nào? Dạ Trạng nhà tôi là có tướng làm Trạng Nguyên. Hãy để cho cậu ấy rùi mài kinh sử để lúc mà vinh quy bái tổ lúc đấy cũng chưa muộn. Thôi được rồi. Thay mặt bà ba, tôi quyết như thế này. Đây có cả các chức sắc ở trong làng với mọi người nữa. Dạ. Tôi nhất trí
cho hai đứa nó hơi nó đi lại với nhau. Dạ. Dạ. Đi lại là trong bước đường tìm hiểu với nhau nhá. Dạ. Còn cái chuyện cưới xin ấy thì khi nào cậu Hiền đỗ trạng lúc đấy tôi mới cho cử hành hôn lễ. Mọi người nhất trí không? Nhất trí. Nhất trí không? Nhất trí. Thank you.